cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Trong tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, lễ dỗ tổ sân khấu cải lương đã được Đoàn Cải lương Hương miền Nam tổ chức thật long trọng vào chiều ngày Chủ nhật 1 tháng 9 tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia. Đoàn Cải lương Hương miền Nam do các nhạc sĩ Hà Công Minh, Trường Tương Tư, Trịnh Phước Chí và giáo sư Kim Oanh thành lập vào năm 1990 nhằm mục đích gìn giữ và phát huy một bộ môn nhạc kịch mà người dân miền Nam hằng yêu thích. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Đoàn Cải lương Hương miền Nam đã đóng góp cho cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn những buổi trình diễn có giá trị nghệ thuật và đào tạo được lớp người trẻ tham gia vào bộ môn này. Có hơn 350 quan khách tham dự buổi lễ dỗ tổ năm nay. Bên cạnh nghi thức dỗ tổ, bà con còn được thưởng thức những trích đoạn của những vở tuồng cải lương vang bóng một thời như Thái hậu Dương Văn Nga, Tầm Vương Tơ, Đêm lạnh Chùa Hoàng, Con gái Mạnh Lệ Quân, Bông hồng cài áo, Huyền Trân công chúa, Áo mới Cà Mau, Lý Thường Kiệt và Nhị Kiều tướng quân. Những bài ca vọng cổ ngọt ngào qua phần trình diễn của một số đệ tử của các vị thầy khả kính trong vùng, cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng trong ban cổ nhạc phương Nam đến từ California như nghệ sĩ Ngọc Đán, Cẩm Thu, Philip Nam và Bảo Quốc. Nhạc sĩ Trịnh Phước Chí mặc dù không được khỏe, nhưng ông đã rất vui vì được tham dự buổi lễ dỗ tổ và tri ân thầy do các học trò của ông tổ chức và được đồng hương tham dự đông đảo. Thường thường ở trong dân gian thường người ta thắc mắc á, tại sao cứ dỗ tổ rồi đem bài gia cổ và lan hát như vậy. Thì bây giờ mình biết từ ở chỗ đó nảy sinh ra cái bài giọng cổ bây giờ đó, dỗ với cải lương là do cái đó. Thành ra bây giờ quý vị thấy trên dân gian ta hát tân cổ giao duyên đó, tức là cổ kiên hòa điệu. Đây đã lưu truyền cho hạng do nhạc sĩ Bảy Bá, tức là ông Diễn Châu, ông viết ra để lại cho mình ca hát đó. Thì tôi hy vọng là những môn sinh tôi đào tạo ra ngoài đó, nó sẽ nối tiếp cái truyền thống cao đẹp này để cái nghệ thuật về sân khấu với cải lương miền Nam đó không thể bị mai một. Dạ, em là Ngọc Quyên, rất là vui được tham dự buổi dỗ tổ sân khấu cải lương đêm hôm nay do Đoàn Cải lương Hương miền Nam tổ chức. Và em cũng là một thành viên trong ban tổ chức. Dạ, tối nay em sẽ mở màn một cái bài dạ cổ Hoài Lan. Tơ là tơ phố tương, bao kiếm sắc. Tụi em đã tập vợt khoảng 3 tầng và tụi em rất là vui và rất là phấn khởi để cho cái chương trình của chị sắp xếp, và chị dạy cho em những cái cách đi, những cái cách đi đứng, những cái cách biểu diễn và khoe được những cái tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Và em rất là sung sướng và em rất là làm nỗ lực hết mình để không phụ lòng của chị tổ chức cái show này, để cho tụi em được có cơ hội đến để tụi em góp cho cộng đồng mình cái dỗ tổ này thật thành công. Bảo Quốc được một cái hân hạnh, một cái vinh dự là được là một cái khách mời trong ngày lễ dỗ tổ hôm nay, là bởi vì Bảo Quốc có mặt ở đây, là Bảo Quốc sang đây để thăm gia đình bà xã của mình, gia đình của bà xã toàn bộ ở bên này không à. Thì may mắn là biết được Đoàn Cải lương Hương miền Nam tổ chức cái ngày lễ dỗ tổ, mà ngày lễ này là ngày lễ rất là quan trọng trong cuộc đời nghề nghiệp của anh em nghệ sĩ chúng tôi. Thành ra biết được có một đoàn cải lương mình mừng rồi, mà hôm nay là ngày dỗ tổ nữa, thì Bảo Quốc có mặt để lại tổ nghiệp, cầu xin tổ nghiệp là phù hộ cho nghề nghiệp của mình cũng như tất cả các anh em nghệ sĩ của chúng tôi.